Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình kêu chồng mình mua tôm về để mình làm video ăn tôm sống tái chanh nè mọi người. Còn sống luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay cách làm nha. Mình sẽ lột thử cho mọi người xem nha. Trời ơi, cái gạch của nó nè cả nhà. Mình lột được một mớ rồi, không có ai quay cho hồi nãy. Bây giờ mình kêu chồng mình ra quay cho mình. Cái tôm nó còn sống á, lột rất là khó luôn, thịt nó. Nè. Thấy cái dao của em đâu rồi? Mình sẽ gạch và lấy cái gì? Quên rồi. À cái ỉa. Ỉa trên mình nó à, trên cái lưng nó đó, sạch sẽ một con. Mọi người biết sao cái tay mình màu đỏ không? Tại cái tôm này nó màu đỏ đó. Đây mình sẽ bỏ lên đá. Bây giờ mình sẽ làm tiếp nha mọi người. Đây. Hình như nó không có ỉa luôn á anh. Dạ, yeah, bây giờ mình sẽ làm tiếp nha mọi người ơi. Cả nhà ơi, mình đã rửa sạch sẽ của mình đã rửa sạch sẽ hết trơn rồi nè cả nhà ơi. Cả nhà thấy thịt nó tươi không? Trong queo luôn. Và bây giờ mình sẽ bỏ vô tủ lạnh cho nó đông đá, cho nó lạnh một chút nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ ăn tôm sống tái chanh nha mọi người. Đây. Cái này là mình đã bỏ vào tủ đông đá rồi. Bây giờ mình nó đang lạnh đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vắt chanh vào nha. Lần đầu tiên mình ăn luôn á. Wow. Cái tôm sống á nó khó gỡ ghê mọi người. Mình chắc coi. Trời ơi, chanh nước quá trời luôn. Quá đã mọi người. Nước nó bắn tung tóe luôn. Chưa gì mà thấy tê tái hầm răng rồi. Mọi người có khỏe không mọi người ơi? Bây giờ mình sẽ bỏ đá vào nha. Đó, ướp đá. Rồi bắt đầu dắt thêm một lốc chanh nữa. Chanh nước quá trời luôn nè. Yeah. Xong. Và mình và mình sẽ ăn với wasabi Mù Tạng nha mọi người. Rút kinh nghiệm ngu đợt trước á,
mình đi cắn, kiểu mình đi cắn vậy nè, cái mù tạt này nó bắn vào cái môi của mình, ôi trời ơi nó cay. Cho nên đợt này mình rút kinh nghiệm, mình không có cắn nữa, gỡ bằng tay thôi. Và nước tương nha cả nhà thân yêu. Mình sẽ lấy cái muỗng mình quậy nè, mình đánh tan nó ra. Trời ơi, chưa ăn mà bốc mùi nồng nặc rồi cả nhà. Trước khi ăn mình sẽ ăn một củ cà rốt mini. Trời ơi, nồng nặc luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha. No, mời cả nhà trước một con nha. Rồi, xử em nó thôi cả nhà ơi. Đây. Quậy quậy quậy. Xong rồi bỏ vào miệng nguyên một con luôn. Mù tạt nó làm sọc sọc lên. Ủa, không có mùi tanh luôn á cả nhà. Wow, không có mùi tanh luôn. Bây giờ mình sẽ chấm ít thôi để mình cảm nhận cái thịt của con tôm á. Thịt rất là ngọt và nó có độ giòn sực 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 sực. Có độ giòn đúng thôi cả nhà, tại vì nó là tôm tươi mà. Nó không có hôi mùi tanh luôn á. Ngon. Lần đầu ăn nữa cả nhà. Rồi, nó cay kinh khủng luôn.
Để bữa nào đó cái nhà mình sẽ làm video. Con cuối cùng nè cả nhà. Tuyệt vời cả nhà ơi. Hết sạch dĩa luôn. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, đừng quên đăng ký ủng hộ cho gia đình của Ly nha. Bye bye cả nhà.